Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series các bài học chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến Business and Marketing. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các anh chị trong bài học này. Bài học này là bài học tôi sẽ hướng dẫn các anh chị bán hàng qua fanpage, đúng không ạ? Facebook fanpage là một cái nền tảng mà dành cho các cái doanh nghiệp cũng như là các ngôi sao, các cá nhân bán hàng. Bởi vì Facebook tạo ra hai cái nền tảng cơ bản, đó là nền tảng profile, là cái mà chúng ta vẫn dùng để chat chít, cập nhật status bạn bè, đúng không ạ? Thế còn cái fanpage là chúng ta sẽ dùng để tăng được cái lượng theo dõi, tăng được cái lượng thích, đúng không? Chúng ta gọi là các cái like fan ấy, đúng không? Thế thì đối với cái fanpage thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái quan trọng nhất của cái fanpage đó đầu tiên chính là số lượng người thích cái fanpage đó, có thể là một vài trăm nghìn like, một vài triệu like đó. Thứ hai đó là chất lượng nội dung của những cái bài được đăng trên cái fanpage đó, đó là hình ảnh, đó là video, đó là các bài viết, đó là các câu chuyện để chia sẻ, để tăng cái tính tương tác lên, đúng không ạ? Thứ ba là sẽ quan tâm đến chất lượng của những người like cái fanpage đó. Thí dụ như là bạn bán một cái sản phẩm là khách hàng là nữ giới thì tỷ lệ like cái fanpage đó phải là nữ giới và trong cái độ tuổi và khách hàng mục tiêu của bạn. Thì ba cái yếu tố như vậy nó sẽ làm hội tụ làm nên một cái fanpage chất lượng và có khả năng giúp các bạn bán hàng bằng fanpage. Ở đây thì tôi đang dùng cái phương pháp là bán hàng không dùng quảng cáo, cho nên tôi không đề cập đến vấn đề quảng cáo ở trên fanpage. Tôi đề cập đến việc là chúng ta xây dựng nội dung và chúng ta phát triển nội dung, chúng ta chăm sóc fanpage, chúng ta tăng like cho fanpage một cách chất lượng, chúng ta trò chuyện với fan của chúng ta, đúng không ạ? Bằng các cái bài viết hàng ngày hàng giờ. Thí dụ những cái blog rất là nổi tiếng như là Yan TV hay là Beat hay là blog tâm sự hay là Anh Da Đen hay là hội những người này hội những người kia, có rất nhiều các cái fanpage có từ một vài trăm nghìn cho đến một vài triệu like ở thị trường Việt Nam. Thế còn chúng ta không phải là những hãng lớn như là Coca-Cola để mà chúng ta có hàng trăm triệu like được, có đúng không ạ? Vâng, thế thì đầu tiên thì tôi muốn gợi ý với các anh chị là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái fanpage, đúng không? Sau đó thì chúng ta phải quan trọng nhất, đấy là sau khi tạo ra cái fanpage, đó là chúng ta phải hoàn thiện cái fanpage đó. Bao gồm là logo này, avatar, cover, sao cho đẹp và chuyên nghiệp, thể hiện được cái thương hiệu của chúng ta. Thứ hai đó là chúng ta phải lựa chọn cái tên và cái URL của fanpage sao cho nó hiệu quả. Bởi vì hiện nay số lượng những người dùng Facebook, chính xác là dùng cái công cụ Graph của Facebook để tìm kiếm những người khác, những thông tin trên Facebook rất là nhiều. Thí dụ như thế này, các bạn mà bán một cái sản phẩm là tóc giả, tôi có một bạn học viên bán tóc giả, bán rất là chạy, bán rất là tốt, thì bạn bảo là em không biết đặt tên fanpage là gì. Vâng, thế thì như này, lời khuyên của tôi là gì? Bạn đặt tên fanpage là tóc giả Phan Anh, đúng không ạ? Tóc giả là sản phẩm của bạn, Phan Anh là thương hiệu của bạn. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Hay là chuyên bán buôn tóc giả, đấy, chuyên bán buôn tóc giả Phan Anh, hay Phan Anh chuyên bán buôn tóc giả. Vâng, cái tên fanpage mà nó chứa đựng cái từ khóa sản phẩm mà bạn bán rất là tốt, chứa đựng cái từ khóa thương hiệu mà sở hữu thương hiệu của bạn rất là tốt. Vì vậy các bạn nên chú trọng cái việc đó. Hoặc là các bạn có thể tạo ra nhiều cái fanpage cùng một lúc để chúng ta tìm kiếm được cái lượng khách hàng vào cho nó tốt. Bởi vì một công chúng ta chăm cũng không mất nhiều thời gian lắm, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta đừng có tạo ra quá nhiều, 2-3 cái thôi. Nhiều quá thì chúng ta cũng không có cái thời gian mà chăm đâu. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ học cái cách là xét quyền, đúng không ạ? Để tăng thêm cái lượng thành viên vào trong cái fanpage đó, ví dụ như là nhân viên của mình, bạn bè, người thân của mình, để mà chúng ta có thể tạo ra được nhiều cái nội dung hay và hấp dẫn. Chúng ta cũng sẽ xây dựng cái nội dung cho fanpage làm sao cho nó thu hút được cái lượng thành viên tốt nhất, đúng không ạ? Thí dụ như là các cái nội dung mình phải hướng tới dưới dạng như là fanpage tin tức, fanpage cộng đồng, fanpage giải trí, các cái fanpage chuyên về phim, về video, về bóng đá. Đấy, về tâm sự chàng nàng, rồi thì về thời trang vân vân, về danh ngôn cuộc sống. Như vậy rất là dễ tiếp thu và tiếp thị được với đến người khác. Và khi chúng ta đã có một cái lượng fanpage
tốt về mặt cái số lượng là like rồi thì chúng ta sẽ có thể là cho thuê quảng cáo, chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể PR rất là khéo léo trong cái quá trình bán hàng ở trên fanpage. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thí dụ như là chúng ta hãy bắt đầu xây với những cái fanpage mà có những cái nội dung giải trí hấp dẫn như vậy. Tất nhiên là chúng ta cần phải có một cái sự định hướng. Cách làm là bạn có thể lên mạng, bạn tìm, bạn sưu tầm, bạn đăng lại. Hoặc là bạn vào những cái trang của nước ngoài, bạn tìm và bạn tải xuống để tránh cái việc là vi phạm bản quyền. Đấy. Thế thì rất nhiều các cái page như vậy giúp chúng ta có thể tăng trưởng được và chúng ta kiếm được tiền. Tuy nhiên tôi nói trước là cái việc mà xây dựng một cái fanpage có số lượng vài trăm nghìn like đến cả triệu like là đòi hỏi thời gian, công sức và tiền bạc. Cái gì mà không mất tiền quảng cáo thì sẽ mất công, mất sức rất nhiều, thậm chí là mất tiền dưới dạng chi phí, có đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì hàng ngày chúng ta cũng phải có kế hoạch cập nhật các nội dung và trả lời các cái tương tác, tạo ra các cái nội dung số làm sao nó có tính tương tác và lan truyền lớn để chúng ta chia sẻ. Đấy. Ví dụ như là mình phải đầu tư về hình ảnh, đầu tư về video và mình phải tự sản xuất. Đấy, tôi biết là những cái đơn vị mà có những cái fanpage và có hàng triệu like ấy, thì số lượng nhân viên của họ có thể lên tới vài chục người hay cả trăm người để người ta làm content ấy, không phải đơn giản, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cũng có thể xây dựng các cái fanpage mang tính vệ tinh để mà đưa cái traffic, đưa cái truy cập về các fanpage gốc hoặc là về website hoặc là bán hàng trực tiếp ngay. Cái việc sử dụng fanpage này cũng có một cái ý nghĩa về SEO trong cái quá trình đưa Google tìm kiếm đến fanpage và đưa traffic truy cập về thêm website của chúng ta. Đấy. Thế thì cái phần mà bán hàng ở trên fanpage mà không dùng quảng cáo thì ý tưởng của tôi là bạn phải tạo ra một cái fanpage có like, có nhiều like, có tương tác tốt. Sau đó thì bạn post lên. Bạn post lên bạn sẽ có lượng khách hàng nhất định. Tôi không nói là nhiều hay ít nhưng sẽ có một cái lượng nhất định, đúng không ạ? Và các bạn cần phải nhớ là nó tốn rất nhiều công sức, thời gian, chi phí, tiền bạc để xây dựng được một cái page như thế. Nhất là nếu mà các bạn là page mà không phải là page cộng đồng, không phải page giải trí. Nếu mà là page mà bán sản phẩm thì khá là khó. Thí dụ như là tôi có tư vấn và xây dựng một cái fanpage cho một cái thương hiệu mỹ phẩm Bill Skin của Hàn Quốc. Các bạn vào tìm Bill Skin, Bill viết tắt của chữ Beauty, Skin là da ấy. Thì tôi tự hào đấy là cái nhóm mà chúng tôi xây dựng và tôi cố vấn cho đơn vị đó là họ xây một cái fanpage từ trắng tinh, từ không like cho đến bây giờ được khoảng 60.000 like trong vòng khoảng 4-5 tháng và không phải chi một đồng quảng cáo nào. Tuy nhiên phải tốn rất rất nhiều công sức, đúng không ạ? Chi tài trợ, chi các cuộc thi, chi làm sản xuất MV, sản xuất TVC, nhân sự cũng rất là nhiều, tốn kém về mặt nhân sự, quỹ lương cũng lớn, các cái giải thưởng cũng trao đi suốt, tạo các cái chương trình quà tặng miễn phí suốt. Đấy là cái cách người ta phát triển nội dung để có chất lượng và có cái lượng like là cái lượng chất lượng, không phải là dùng các thủ thuật. Ok, như vậy cái bài học này thì tôi muốn nhấn mạnh lại cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể bán hàng ở trên fanpage mà không phải dùng đến quảng cáo. Tuy nhiên là đó là rất mất công sức, thời gian đầu tư và chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn để chúng ta đạt được cái kết quả của chúng ta. Vâng, cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chúc các bạn thành công. Nếu có câu hỏi nào xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.